Vâng, và như vậy thì chúng tôi xin gửi chào đến toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với sân bóng đá VNV để cùng nhau đón chờ xem trận đấu siêu kinh điển trong buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu giữa các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học thuộc khu vực 3 thành phố Thủ Đức và các cầu thủ đối thủ của họ trong ngày hôm nay là các cầu thủ giáo viên trung học cơ sở cũng thuộc khu vực 3. Gia Cẩn, đây là Gia Cẩn được chuyền tốt dành cho vị trí của cầu thủ mang áo số 5 Văn Hiền. Được chia ra, chưa thể có được bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu này. Tình huống bắt pha lê của cầu thủ mang áo số 3. Áo màu bé. Được chia tốt, những pha phối hợp sẽ quay trở lại dành cho các cầu thủ hình phía đội bóng giáo viên tiểu học. Quyết định dứt điểm từ xa, không vào. Vẫn là những tình huống bay người cản phá kịp thời của thủ thành bên phía đội bóng giáo viên trung học cơ sở. Một cú ra chân rất nhanh. Cú ra chân trước đó có lẽ như là vị trí của cầu thủ Mechao số 3. Đường chỉ của Văn Công chưa thành công. Và thời cơ sẽ quay trở lại dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên trung học cơ sở. Đã là vị trí của Đức Thuận. Đức Thuận quyết định dứt điểm ngay. Không, vừa rồi thì giống như là một tình huống tung ra một quả tạt thì đúng hơn. Tấn Lộc, đường chuyền tốt dành cho vị trí của Văn Thiện. Đây là Văn Thiện. Đường chuyền chưa thành công của cầu thủ Mechao số 5. Và tiếp tục vẫn sẽ là những tình huống đáp trả dành cho các cầu thủ giáo viên trung học cơ sở. Đường chuyền tốt của cầu thủ Mechao số 7. Tiếp tục là pha phối hợp phải châu đây rồi, dứt điểm ngay. Không có được bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu này. Vẫn là những tình huống rất tỉnh táo trong khung gỗ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học. Thành công dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Bóng vẫn còn. Đường chuyền tốt, đây sẽ là thời cơ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học. Đường xuyên cánh là rất toan, quyết định dứt điểm ngay. Một cầu dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học. Rất tốt cho những tình huống phối hợp dứt điểm vừa rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến lại pha lập công này của cầu thủ Mechao số 15. Đức Huy, đường chuyền tốt của Đức Huy, đánh đâu. Bàn thắng thứ hai của các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học sau rất nhiều những nỗ lực. Lúc này đây các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học tiếp tục có cho mình thêm bàn thắng. Cách biệt một lần nữa được nới rộng ra. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến lại pha phối hợp này được tạo ra dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học. Pha cướp bóng tốt của Gia Cận. Đội chuyền tốt, đây sẽ là cơ hội phản công dành cho các cầu thủ xanh. Dứt điểm ngay, không vào. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem tình huống đá phạt này. Trước đó sẽ là một tình huống đá phạt có coi. Quyết định tung ra đường chuyền. 3-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học. Rất nhiều những nỗ lực và rất nhiều những thời cơ. Và lúc này đây các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đã có được cho mình bàn thắng thứ ba. Cách biệt lại một lần nữa được nới rộng ra và chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến lại pha phối hợp này. Pha phối hợp từ chấm là những trường học thuộc khu vực 3 tại thành phố Thủ Đức. Và trong buổi tối ngày hôm nay họ đã có cuộc chạm trán giao hữu trong buổi tối này. Đội chuyền siêu bóng tốt và đây sẽ là thời cơ dứt điểm ngay. Không vào. Một tình huống bỏ lỡ của các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên trung học cơ sở với pha ra chân của Long Võ. Trước đó cũng phải kể đến một đường chuyền xỉa cánh rất tốt của cầu thủ Mechao số 32. Sân bóng đá thuộc khu vực Thủ Đức với mặt cỏ lúc này đang cũng rất tốt dành cho hai đội bóng của chúng ta. Pha cứu bóng tốt của các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên trung học cơ sở. Tuy nhiên thì đường chuyền xỉa bóng lại bị bắt bay rồi. Đường chuyền chưa vượt qua được vị trí của Minh An. Giáo viên trung học cơ sở vừa rồi chỉ tạo ra những tình huống dừng lại ở mức nguy hiểm mà thôi. Họ vẫn đang rất khó để có thể xuyên khủng được hai phòng ngự bên phía đội bóng giáo viên tiểu học. Đội chuyền hướng đến vị trí của Minh An. Cơ hội đây rồi, có vào không? Cơ hội không vào. Quyết định dứt điểm ngay. Không có được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng. Không được rồi. Tuy nhiên đội bóng vẫn còn. Một tình huống phát bóng khá đáng tiếc của các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên trung học cơ sở. Và đây sẽ là thời cơ dành cho Văn Thiện. Được chuyền ra, khoảng trống đây rồi, dứt điểm ngay.
Cú ra chân nhanh của cầu thủ áo số 12 đó là vị trí của Văn Công. Văn Công vừa rồi đã có một tình huống lao lên rất xa để hỗ trợ cho những nỗ lực lên bóng. Và đây là vị trí của Văn Lực. Quả người tốt của cầu thủ áo số 8, đường chuyền khoảng trống đã được tạo ra. Tuy nhiên thì những sự phối hợp từ hàng công của cầu thủ áo số 8 Văn Lực và cùng với đó vị trí của Gia Cẩn mà chưa thành công. Và đây là cú dứt điểm ngay. Câu có được bàn thắng để giúp cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên trung học cơ sở rút ngắn cách biệt cho mình. Một nỗ lực ra chân có lẽ do là vị trí của cầu thủ Minh Châu số 38. Đường chuyền của Minh An. Khóa vào người tốt của cầu thủ Minh Châu số 12 Văn Công. Đây là Văn Công. Chưa thể dứt điểm. Tuy nhiên được đường chuyền khá tốt dành cho đồng đội. Vâng. 4-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học. Vị trí của Gia Cẩn là người đã lập công dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học. Một tình huống dứt điểm bằng chân trái rất quy luật của cầu thủ Minh Châu số 3. Vẫn là sẽ là thời cơ được tạo ra dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học. Với một sức ép tấn công đang là rất tốt dành cho các cầu thủ xanh. Khoảng trống đây rồi, dứt điểm ngay. Câu có được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học trong những nỗ lực vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến lại sự phối hợp này dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Một đường chuyền rất thoáng dành cho vị trí của cầu thủ Minh Châu số 7 Minh An. Đường chuyền chọc quyền khá tốt, cơ hội cầu vào. Một cú quan sát rất nhanh để tung ra một đường chuyền hướng đến vị trí của Đức Thuận. Tuy nhiên thì vẫn chưa gặp may mắn cho tình huống ra chân vừa rồi của cầu thủ Minh Châu số 32. Nếu như là một góc sút, những tình huống đảo chân rất tốt của cầu thủ Minh Châu số 17 Vinh Nguyễn. Đây rồi, khoảng trống đây rồi, Duy Đức chưa thể dứt điểm dành cho vị trí của cầu thủ Minh Châu số 14. Khoảng trống đã được tạo ra khá lớn. Những đường chuyền dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học đang là rất nguy hiểm. Quyết định dứt điểm ngay. Bàn thắng tiếp theo đã được tạo ra dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học. Và lập công của cầu thủ Minh Châu số 14 đó là vị trí của Bình An. Những nỗ lực phối hợp dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh và họ lại có được cho mình thêm một bàn thắng. Đội bóng giáo viên trung học cơ sở lúc này đây đang cần phải nỗ lực hơn nữa, cần phải chắc chiêu trong những tình huống lên bóng của mình. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem quả đá phạt này dứt điểm ngay. Và bàn thắng đã được tạo ra dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học. Một siêu phẩm đã được tạo ra với đôi chân của cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên trung học cơ sở. Và chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến lại pha lập công này dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên trung học cơ sở. Một cú dứt điểm bóng kim thẳng vào góc chữ A của khung thành mang lại được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng. Cách biệt của trận đấu đã được thu hẹp lại và thời gian thì vẫn còn đủ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên trung học cơ sở. Được sẽ bóng ra dành cho vị trí của cầu thủ Minh Châu số 14 quyết định cứu lòng ngay. Lại một siêu phẩm nữa được tạo ra trên sân bóng đá VNV. Cầu thủ mang chiếc áo số 14. Một cú cứu lòng rất tốt của cầu thủ mang chiếc áo số 14. Nhìn tình huống pressing tầm cao rất tốt của các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên trung cơ sở. Dứt điểm ngay, cover. Pha kiểm soát bóng rất gọn gàng và đường chuyền lên phía trên. Đây sẽ là thời cơ 2-1. Đường chuyền quảng trống đây rồi. Đường chuyền đó. Không có được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên trung học cơ sở trong những nỗ lực vừa rồi. Một nỗ lực tung ra đường chuyền. Những nỗ lực lên bóng tiếp theo. Đây là vị trí của Gia Cẩn. Quyết định dứt điểm ngay. Lại một bàn thắng nữa được tạo ra do công của cầu thủ Mai Châu số 8 Văn Lực là người đã lập công dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng. Một đường chuyền ra là rất chuẩn xác, một đường chuyền lên ngay với đá băng lên của cầu thủ Mai Châu số 8. Vị trí của Văn Lực
Quyết định tung ra một cú dứt điểm ngay và ngay lập tức đã có được bàn thắng để giúp cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên trung học cơ sở rút ngắn cách biệt dành cho mình. Giáo viên trung học cơ sở, một tình huống dứt điểm bằng chân trái của cầu thủ mang áo số 71 và mang. Quyết định phối hợp dứt điểm ngay, combo. Khoảng trống đây rồi, dứt điểm chưa vượt qua được đôi chân của hai phòng ngự bên phía đội bóng giáo viên tiểu học. Và đây là vị trí của Gia Cẩn. Những sự phối hợp tiếp theo, đưa bóng xuống đáy biên. Sẽ là thời cơ tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Berset. Combo. Lại là một thời cơ bỏ lỡ nữa của các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem quả đá phạt này dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên trung học cơ sở. Đường chuyền ca, quyết định dứt điểm ngay, không có được bàn thắng để rút ngắn cách biệt dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên trung học cơ sở. Và một lần nữa trong đội hình của các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học thì vị trí của đội thành mang áo số 20 Văn Minh cũng đã được rút ra sân nghỉ. Được chuyền vào trung lộ chưa thật sự là nghĩ lẫn nhau vừa cầu thủ mang áo số 1 và vị trí của cầu thủ mang áo số 7, đó là vị trí của Đức Võ. Khoảng trống lại tiếp tục được tạo ra, dứt điểm ngay và chắc chắn rồi, bàn thắng tiếp theo đã được tạo ra. Bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học với pha lập công lại tiếp tục được tạo ra bởi vị trí của Văn Luật dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Với việc dâng đội hình lên cao, dâng đội hình được chuyển ra biên khá thoáng dành cho Vũ Tính. Vũ Tính và qua người tốt, một tình huống dứt điểm ngay, bóng cắt ngang mà không thành. Quyết định một tình huống lao lên rất nhanh của cầu thủ mang áo số 71. Những tình huống kiểm soát bóng, bóng vẫn còn, quyết định dứt điểm ngay, không vào. Vừa rồi đi sang ngay của không thành cũng đã cứu nguy dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên trung học cơ sở. Lúc này đây thì vị trí của Minh An cũng đã được quay trở lại sân đấu. Đưa bóng xuống đáy biên, quả người chưa thành công. Và đúng lúc này đây thì trọng tài cũng đã thổi còi khép lại trận đấu cho buổi tối ngày hôm nay. Chiến thắng thuộc về các cầu thủ bên phía đội bóng giáo viên tiểu học một cách biệt rất an toàn.